chuẩn khế ngọt, toàn khế ngọt mà, khế ngọt nhưng mà ý là múi 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 kiểu múi múi thế này, cái bonsai đấy, ơi, ơi, đấy là cái này các bác tầm tháng. Sai quả đấy. Như sa cây này. Đây này, đây này. Đấy. Bắt đầu ra nhá. Ở dưới này. Giống quả to. Gốc bệ đẹp, giá hợp lý. Cái này kiểu như là ấy ghép. Cái này là bán khoảng mấy? Anh ơi. Cây như cây này, các cây kiệu này giá khoảng như nào đây anh? Anh bán 500. Là bán buôn hay bán này? Bán xỉ luôn này, số lượng. Cây nào như cây nào? Đấy, 500 một cây. Rất là nhiều luôn. Đây là hồng anh ạ. Cây hồng. Vào đất cây cảnh. Đất cây cảnh rất là nhiều luôn. Vào trong này toàn cái khế cổ thôi. Anh khóa dáng rất là mềm luôn, sai thật. Ông ý là cái củ của nó thì cũng được dáng nó trực lên, dáng trực nó được cái cành này nó xà xuống. Đây là nạc vào rừng khế rồi, rừng khế cảnh, ui sai thế. Đây, đây kìa, đấy, dáng trực, quân tử mới chơi cái này, tiểu nhân chỉ chơi cái khổ cầm xuống thôi. Sai lắm. Nhiều khế thật đấy. Gốc rất là to luôn. Hoa quả sai chóc rồi. Rất là nhiều khế luôn. Cây này cũng rất to nhưng mà chưa quả. Mấy cây này rất là to luôn. Thì anh em nào mà có nhu cầu mua cây khế và một số các cây cảnh thì có thể liên hệ theo số điện thoại của nhà vườn là Cao Tuấn. Thì số điện thoại là 0979 329 345 và số điện thoại bên dưới đây các bạn nhé. Hai số các bạn liên nạp vào số điện thoại nào thì liên. Và mời các bạn vào xem tiếp cái lô cây tiếp tục chưa. Tầm này quả con rất là nhiều luôn. Mà hoa cũng rất là nhiều. Đấy. Cây thì rất là bé đấy. Quả sai. Là mua thì có thể liên hệ theo số điện thoại vừa nãy mình đã cho. Mình của mình đến đây cũng xin được tạm dừng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.